Chào anh em nha. Mình hôm nay có cái đầu lòng của phu chờ 110 anh em. Tình hình đó là hôm bữa mình coi thì nó là Atlanta mở ra nó cốt anh em. Mở ra cốt tại vì không biết nha. Này là người ta cái ron này là của người ta chưa mở ra nè anh em. Cái ron cỏ xăng này người ta chưa có mở ra ha. Cho nên là mình nhìn mà không có biết luôn. Trên lòng. Đó, đây ron cỏ xăng nó còn zin luôn này anh em. Ha. Thì mình gỡ ra thấy còn gì mình cũng để luôn. Cho những anh em nào chúng ta có nhu cầu mua về chúng ta gắn xe nhà thì anh em liên hệ mình ha. Cái này thì đầu lòng cốt 1 nha anh em. Còn rất là đẹp. Đó, cốt 1 nha. Này đầu lòng này bao êm cho anh em luôn. Xe nổ rất là êm anh em. Tại vì êm quá nên mình chạy mình không có biết nó là cốt luôn nha. Quá êm. Thì anh em nào chúng ta mua đồ đầu lòng này liên hệ mình nha. Đồ đầu lòng này thì giá nó rẻ bằng có nửa cái Atlanta anh em. Cho nên là chúng ta cái tiếp cận cũng dễ hơn ha. Đầu lòng thì nó mã của nó là bao nhiêu nhỉ? Đâu rồi? Mình coi cái đó. Mã của nó là HVN nha. HVN-10. Đây. HVN-10 nha. Đó. Thì anh em khi mà anh em mua mình sẽ gửi đúng bộ này cho anh em. À, cái này cốt 1 nha anh em. Cốt 1 xài cũng ok nha. 110 cốt 1 nha. Cái này về anh em không cần xóa nha. Để xài luôn. KML-1 nha. Ít tông còn đẹp cho nên là anh em về không cần xóa gì hết á. Cứ để về mà xài. Cam cò bao zin cho anh em luôn. Bao zin bao êm nha. Cho nên là anh em yên tâm, mình gỡ ra mình coi coi cho anh em coi luôn. Thì anh em nào mua liên hệ mình nha. Đầu lòng cốt 1 của phu chờ 110 nha. Cái ron này còn zin luôn, cho nên là anh em nào mua thì nếu mà muốn mua thì mình sẽ bán luôn cái co xăng này nha. Đó, nó còn dính cái ron này. Thì nó hơi cao tiền hơn một xíu nhưng mà đổi lại anh em có một cái đầu rất là đẹp nhìn như chiếc bung vậy đó ha. Đó, anh em nào mua liên hệ với Đạt nha, số điện thoại 0915 434 973 nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều, hẹn anh em những clip tiếp theo nha.